Năm học mới đang đến gần. Hiện nay, việc cung ứng sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa tái bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu học sinh. Từ trung tuần tháng 7 đến nay, trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt khách hàng đến nhà sách này để tìm hiểu, tham khảo mua sách và đồ dùng học tập. Ngoài sách giáo khoa tái bản, ở đây cũng bày bán cơ bản đầy đủ bộ sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhìn chung, giá sách không có nhiều biến động so với năm ngoái. Trong đó, sách giáo khoa cấp tiểu học có giá dao động từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng một bộ. Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có giá dao động từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng một bộ. Năm nay là các con học chương trình lớp 11 này, chương trình mới, nên là tôi lo là không có đủ sách nên tôi phải đến nhà sách mua sớm. Thì đến nhà sách thì cũng đã yên tâm mà chọn coi là tạm ổn rồi, chỉ còn thiếu hai đầu sách nữa thôi. Đến đây thì các cái mẫu mã về sách rất là đa dạng, mình có nhiều cái sự lựa chọn. Còn về giá sách thì mình thấy năm trước và năm nay cũng xem, cũng không có biến động nhiều về giá sách. Để chuẩn bị cho năm học mới, bên nhà sách chúng tôi cũng đã nhập về trên 1.000 đầu sách giáo khoa và sách tham khảo. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã nhập rất là nhiều dụng cụ học sinh và văn phòng phẩm. Đến thời điểm hiện tại thì nhà sách chúng tôi cũng đã bán ra được trên 40% số lượng hàng đã nhập về. Để bảo đảm cung cấp đầy đủ kịp thời sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, ngành giáo dục cũng chủ động từ sớm trong việc rà soát, tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sách tại trường học của học sinh giáo viên. Trên cơ sở đó, phối hợp với đơn vị cung ứng, cung cấp sách đến tận các cơ sở giáo dục nhằm hỗ trợ mua sách nhanh chóng, thuận lợi. Theo đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh, công tác xuất bản, phát hành sách giáo khoa của các nhà xuất bản năm nay không đồng bộ và chậm hơn gần một tháng so với năm ngoái. Vì vậy, đơn vị phải nhập bổ sung liên tục, đến nay được trên 3,8 triệu bản, gồm trên 2,8 triệu bản sách giáo khoa tái bản và gần 1,1 triệu sách giáo khoa mới, đạt 80% kế hoạch đặt hàng của các trường học trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đặt vấn đề với các nhà xuất bản. Sách có đến đâu thì cung ứng ngay cho chúng tôi đến đó. Và chúng tôi cũng kịp thời có đến đâu nhập đến đó và thậm chí cũng là chuyển tới các cái đơn vị ngay lập tức, sau đó lại tiếp tục bổ sung để với cái mục đích cuối cùng là trước khi vào năm học mới, học sinh Quảng Ninh sẽ có đầy đủ tài liệu sách giáo khoa để khai giảng năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên cả nước triển khai chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Việc cung ứng kịp thời đầy đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới vừa đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, vừa góp phần để toàn ngành giáo dục thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo đề ra trong năm học 2023-2024.